Một chút lãng mạn, một chút mộng mơ, một chút thân quen, một chút xa lạ gói gọn trong thiết kế của nhà phố Glacier khang điền theo phong cách thiết kế Indochine đầy mê hoặc. Góc hoài niệm len lỏi giữa cuộc sống hiện đại trong thiết kế nhà phố, phong cách Indochine tuyệt đẹp và hút mắt. Phong cách này được ưa chuộng ở các khu cao cấp và dành cho lứa tuổi 45 trở lên, còn lại chắc mọi người sẽ chơi già. Sự cố ý kết hợp giữa những chi tiết hoài niệm mang đậm dấu ấn thời gian sẽ tạo ấn tượng mạnh cho mỗi vị khách đến thăm nhà, giúp cho chủ nhà sở hữu không gian đúng mong muốn, vừa gần gũi lại vừa rất tiện nghi và hài hòa. Bức tranh phong cảnh thiên nhiên về làng quê Việt Nam ẩn hiện thấp thoáng với nét vẽ đậm nhạt, xen kẽ đầy nghệ thuật. Những người yêu thích phong cách Indochine là những người yêu thích lịch sử, yêu vẻ đẹp truyền thống, hoài cổ, xa xưa, ẩn sâu sau mỗi điểm nhấn đầy dụng ý bên trong căn nhà. Mỗi nơi đi qua đều sẽ để lại cảm xúc riêng, một tinh thần thiết kế riêng mà không trùng lặp giống nhau.